Dạ em xin kính chào quý khách thính giả Kim Anh Thảo ạ. Chiều nay là em rất là vinh dự đón tiếp cô Liễu ha. Cô qua Kim Anh Thảo em sắm một bộ trang sức nè. Đây cô lựa rất là mẫu rất là đẹp luôn. Đây là dòng kim tiền nha. Dòng kim tiền ba len nè. Đây là vàng công ty 980 nha quý khách. Nữ trang 980 nè, móc máy sáng rất là sáng luôn. Con dòng này là một lượng 1.6 nha. Hai khóa dặn luôn. Đây. Đi bộ với cái dòng kim tiền là cái nhẫn kim tiền luôn. Đây là mẫu đúc đặc luôn. Cái nhẫn này là 4.408. Cô còn lựa thêm một cái lắc khoen lực vàng 18 nha. Đây là vàng công ty 610, lắc khoen lực trơn nè, đeo thường ngày luôn. Lắc này là 15.800, là làm 4 chỉ hơn á. Con xin phép đeo cho cô Liễu nha. Con mượn tay cô ạ. Cái này cô dặn ra gì cô ha? Nữ trang bên con cô đeo sau này cô đổi mẫu là vàng đổi ngang bù tiền đông thôi cô nha. Không có bù chênh lệch vàng. Tay tròn trắng đeo đẹp quá nè. Cái này cô đeo ngón nào? Ngón giữa. Ngón giữa là giữ tiền luôn nè. Tấn tài tấn lộc luôn. Quá đẹp luôn. Đeo cái lắc này bên đây luôn nha. Bên con ở đây con có trang YouTube luôn á. Cái gì cô Liễu vô trang Facebook tiệm vàng Kim Anh Thảo Tân Hương con với trang YouTube luôn. Cái gì cô coi những mẫu mã đẹp của gà ủng hộ con nha. Tổng viên một bộ này của cô hôm nay ủng hộ Kim Anh Thảo con là 132.700. Rồi gửi cô hóa đơn. Cảm ơn cô nhiều. Con cảm ơn. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. Sáng hôm nay là chị Dung và Kim Anh Thảo em lựa trang sức nha. Chị Dung lựa hai đôi bông với hai cái nhẫn, mấy cái mẫu quá chị cưng luôn. Chị Dung đeo phong thủy nè, chị lựa một cái nhẫn hoa hồng nha, hoa hồng xanh, đây hai bên lá là khung cát trắng nha, xi hai màu rất là đẹp luôn á. Con nhẫn này là 1.7 ha, mẫu đúc luôn. Thêm một cái nhẫn hoa xoay xi trắng nữa. Đây là dạng công ty 610 hết quý khách ha, bên em xi kiểu đó, đá tô ba xanh rất là đẹp luôn, dạng xoay nè. Phong nhẫn này 1.3, 1.2/7. Thêm hai đôi bông nữa, một đôi bông hoa cúc nha, hoa cúc trắng. Quá trời cưng luôn á. Đó, một đôi bông cánh bướm nè, cánh bướm ở đây là dạng bông bật ha. Dạng bông bật mình đeo êm tay nữa. Đó, quá trời cưng luôn. Xoay xoay nè, hộp chủ là sàn nhân tạo nha quý khách, đeo rất là sáng luôn á. Em đeo cho chị Dung ha. Em mượn tay đi chị. Cái nhẫn này chị đeo món nào? Đây. Rồi màu xanh này đeo bên này luôn. Rồi cho em mượn tay xíu nha. Quá chị đẹp quý khách này, lấp lánh luôn á. Hai đôi bông này em để hộp cho chị Dung nha. Hôm nay là nhà em có trang YouTube nữa nha. Em kính mời quý khách vô trang YouTube với bên Facebook Kim Anh Thảo Tân Hương bên em để ngắm những sản phẩm đẹp ha. Em cũng kính mời quý khách ghé tiệm em để sắm trang sức và đeo nha. Rồi cái này em để vô đây cho chị Dung ha. Rồi em gửi, cảm ơn chị nhiều ạ. À. Em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. Sáng nay là chị Quỳnh Anh qua Kim Anh Thảo em sắm một set nữ trang ha. Đây là vàng công ty 610 quý khách ha. Chị lựa nguyên một bộ bi nè, gồm một dây bi nha. Dây bi lớn nhỏ, dây này form dây này là 4.5 ha. Móc máy rất là sáng luôn. Trọng lượng sợi dây này là 3 chỉ. Đi bộ với dây là chị lựa một cái lắc nè. Đây, lắc này là mình có tăng đơ luôn nha. Mình thích gọng chặt gì đeo cũng dễ nữa. Form lắc này là 2 chỉ 2. Thêm một đôi bông nữa, quá trời cưng luôn. Bông này là dạng bông hoa nha, bông hoa một hột trắng. À, viền cánh hoa trơn nè. Bông này mình đeo tầm gần 5 phân nha, đeo nhẹ trái tay nữa. Rất là đẹp luôn á. Nay khi mình thở em về rất là đa dạng mẫu luôn, từ nhỏ tới lớn luôn ha. Cái này em đeo cho chị Quỳnh Anh ha. Dây bi mình đeo ngắn ngắn thì vừa. Nhìn nó màu đen, cái này mình đeo mặt cũng không đeo mặt cũng được. Quá trời cưng luôn. Em mượn tay đi chị. Xinh quá, nhìn nhẹ nhàng đeo thường ngày. Hôm tay mình không đeo ha. Rồi rồi, tổng nguyên bộ nữ trang hôm nay chị Quỳnh Anh ủng hộ bên em là 21.400 ha. Rồi em gửi chị hóa đơn, cảm ơn chị Quỳnh Anh nhiều nha. Cảm ơn chị.
Dạ, tiệm vàng Kim Thành Thảo xin chào quý khách hàng ha. Hôm nay em có lọc buổi tối của anh Lạ. Anh đến ủng hộ bên em là một cặp vòng song long ha. Cực kỳ sang luôn. Hàng này là hàng đúc luôn nha. Chắc chắn, ngậm ngọc ha. Bên ngọc đỏ, bên ngọc xanh nha. Trọng lượng cái dòng này là tầm khoảng 2 lượng 3 một chiếc thôi nha. Rồi. Rồi cái này anh chị đeo luôn hay sao à? Rồi. Đeo giùm em ha. Rồi cái này em gửi hóa đơn cho mình luôn nha. Em cảm ơn anh chị nhiều nha. Dạ xin chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo ha. Hôm nay em có lọc ở Bình Dương ha. À, chị Salot chia lên chia ủng hộ bên em là 19 dòng xi men móc máy ha. Chữ tài lọc cực kỳ sáng luôn. Bản này là bản 3 ly nha. Móc máy chạm chữ sáng rực rỡ luôn. Bộ này thì nó tầm khoảng là 5 chỉ mấy một bộ thôi à. 5 chỉ mấy là 7 dòng á. Rồi chị còn ủng hộ thêm bên em là một cái dây và một cái mặt ha. Dây này là dây sắn móc máy cực kỳ sáng luôn, đeo rất là trẻ trung. Rồi một cái mặt tròn viền tắm móc máy ha, đeo sáng rực rỡ luôn. Rồi tổng giá trị hôm nay chị Slot ủng hộ bên em là tầm khoảng 51 triệu hơn xíu nha. Rồi em cảm ơn chị Slot nhiều nha. Em chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. Chiều hôm nay là có chị Vân ha. Hôm nay là đến ủng hộ em xi men nè, rồi một cái dây liền mặt cao cấp và một đôi bông nha quý khách nha. Đây giới thiệu cho quý khách xem mẫu xi men hôm nay chị Vân chọn nè. Xi men bản 4 ly thương hiệu nha. Rất là đẹp luôn, có khóa hết nha quý khách nha. Hai bộ xi men đi 52, một lượng 2 chỉ 9/6 là gần một lượng 3. Đeo quá đẹp luôn, quá xuất sắc luôn quý khách ơi. Đó, sáng chiếu luôn nha. Rồi, tiếp theo là một cái sợi dây cao cấp nha. À, mẫu dây này là nhà em có cả bộ nha quý khách nha, vòng nhẫn, dây liền mặt và bông tai là nguyên một bộ combo luôn á. Đây, cái mẫu dây này chị chọn là hộp ngọc trai nha. Đẹp chưa? Thiết kế rất là hay luôn, xuất sắc, sang trọng. Sợi dây này có trọng lượng là 4 chỉ 6/4. Quá sang luôn quý khách ơi, đẹp quá đi. Đó. Rồi, một đôi bông xước hoa mai. Đây, bông dạng xước nha, xước bành tai á. Thay vì mấy chị hay đeo mấy cái hộp nhỏ thì đeo mấy cái mẫu nè, nhìn rất là đẹp luôn. Mua đen thời thượng ha. Rồi hai cái này để hộp cho chị Văn đúng không? Dạ. Ok. Nay đi con mình xuống em biết không? Mai dắt anh xuống là đủ nhẫn nha. Đủ nhẫn nam, đủ nhẫn nữ luôn. Rồi. Đây, em gửi chị Văn. Em cảm ơn chị Vân hôm nay đã đến ủng hộ em nha. Rồi, dạ.